Rồi, hello các bạn, mình Tim chẳng xin của mình tiếp tục làm video mới nha. Hôm nay mình sẽ đi phần Robbery Bob 1. Phần này tiếp tục mình lại sử dụng trang phục là joystick cấp custom combine với lại Carrot Mike and Evolution Button. Mình sẽ đi phần là bất hợp skin cấp custom nha các bạn. Rồi, mình sẽ đi tiếp theo là phần challenge. Đây là level thứ 2 và phần challenge nha. Ok, bây giờ là mình sẽ đặt vào kia hai cái Carrot Mike. Bây giờ mình sẽ ủi ông Bolic áo xanh, ông Bolic đầu chọc và ra ngoài nha. Rồi, bây giờ mình sẽ xử lý Bolic áo xanh trước. Đó, tức là chúng ta đã dịch chuyển thành công Bolic áo xanh nha. Bây giờ qua đây mình sẽ dịch chuyển ông Bolic đầu chọc nha. Đó, mình sẽ ủi ông vô. Ok, tiếp tục. Rồi, bây giờ mình sẽ ủi Bolic đầu chọc vào ra ngoài nha các bạn. Đó, mình sẽ ủi ra ngoài. Ok, thì đẩy lên các bạn. Đó, khá là khó nha các bạn. Rồi, tiếp tục đẩy lên luôn. Đó, bây giờ mình sẽ ủi ra ngoài. Ok, thế là chúng ta đã dịch chuyển thành công Bolic đầu chọc này nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên phòng bên này. Rồi, mình sẽ mở cái cửa này và đi qua bên đây. Đầu tiên mình sẽ lấy cái vàng này. Sau đó mình sẽ kích hoạt cái lo này nha. Nó nhử Bolic gầy ra vào đây. Đó, mình sẽ mở cái cửa này nữa để tiền cho mình giá trị vô. Đó, Bolic gầy nó đi ra ngoài nha các bạn. Rồi, hai nhân vật khá là giống nhau nha. Rồi, nhiệm vụ của mình bây giờ vô đây là đặt đây là ba cái thép hot mai. Dưới đây 2 cái, trên kia 1 cái. Rồi, bây giờ mình sẽ xử lý cầu vế áo xung quanh đỏ này trước nha. Đó, thì mình sẽ ủi lần lần các bạn, chắc chắn sẽ ra ngoài. Rồi, thế là chúng ta đã chuyển thành công cầu vế áo xung quanh đỏ nha. Bây giờ chúng ta sẽ lên ủi luôn bà cụ già này. Bây giờ đầu tiên mình cho mình bả xét cái góc tường này nha. Đó, góc này khó ủi nha các bạn. Rồi, thì mình sẽ cố gắng ủi hai cái. Một, hai cái là chắc chắn sẽ đi ra ngoài. Đó. Rồi, bà cụ già này đang đi vô trong đây. Mình sẽ xử lý luôn nhân vật Bolic này nữa là xong. Rồi, tiếp tục ủi tới cái cổng là chúng ta sẽ đẩy tới một cái nhẹ đó là vô thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc phần bình luận tại đây. Thank you các bạn đã xem ủng hộ kênh chào sinh nhật của mình nha. Ok, thank you các bạn, thank you so much.
Huh?